hơn cả Singapore. Đó chính là VinCity, đại đô thị với quy mô chưa từng có. Hơn cả một nơi ở, đó chính là chốn an cư hoàn hảo cho nhiều thế hệ. Hơn cả một lựa chọn, đó chính là nơi sức sống ngập tràn với vô vàn tiện ích. Hơn cả một giấc mơ, đó chính là cuộc sống đủ đầy ngay trong tầm tay bạn. VinCity, đại đô thị đẳng cấp Singapore và hơn thế. Còn nguyên quần áo dẫn chương trình và nguyên một cái mặt make up, mình vừa mới ghi hình một chương trình ở khu Tham City. Và trong lúc đi về, đi ngang qua trung tâm thương mại thì mình thấy có rất là đông mọi người đang tập trung ở trong khu trung tâm giao dịch bất động sản của Tham City. Và hỏi ra thì mới biết là hôm nay là ngày đầu tiên là ở đây mở cửa cho mọi người có thể vào tham quan khu căn hộ mẫu của dự án VinCity Ocean Park, như là ở Gia Lâm thì phải. Và nếu mà các bạn nào để ý thì mình thấy như bản thân mình thì trong khoảng nửa tháng, một tuần nửa tháng vừa rồi thì mình thấy có rất là nhiều thông tin về dự án này. Lái xe ở trên xe thấy radio cũng liên tục đưa thông tin, và theo những gì mà mình tìm hiểu được thì mình có biết một cái thông tin là với những cái gia đình mà chỉ đang có trong tay từ 80 triệu trở lên là cũng có cơ hội có thể sở hữu và đặt mua một cái căn hộ ở đây. Và mình nghĩ là với một dự án bất động sản thì nếu mà thực sự đây là một cái thông tin chính xác thì sẽ có rất là nhiều ý nghĩa cho mọi người, đặc biệt là mình biết có rất là nhiều những gia đình người trẻ có vừa mới làm đám cưới chẳng hạn, hoặc là ở đây là có tất cả bao nhiêu, ở đây có 6 căn hộ mẫu, sẽ có những cái căn từ cái diện tích, cái công năng. Đây nhá, mình vào thử cái căn nhỏ nhất nhá, là cái căn studio. Studio có nghĩa là gần như là không chia phòng. Đúng rồi, chúng ta làm một cái căn hộ thông, một phòng ngủ. Một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, diện tích phong thủy 28m, 30m. Em nghĩ là sẽ rất là phù hợp với những người độc thân. Đây là cái chuông đúng không chị? Ừ đúng rồi em, đấy là chuông hình. Chuông hình là có nghĩa mình đứng là bên trong mà có thể nhìn ra được. Có màn hình ở bên trong, thì em có thể nhìn được khách bên ngoài là ai. Thế là mình mua cái căn hộ này là đã có sẵn cái chuông hình này luôn đúng không ạ? Chưa, tiêu chuẩn cơ bản thì sẽ không bao gồm tủ quần áo. Tiêu chuẩn hoàn thiện có đủ giờ thì mới bao gồm tủ quần áo. Đợt cách đây khoảng một tuần thì mình nghe rất là nhiều thông tin, mọi người nói là chỉ cần có trong tay 80 triệu là mới bắt đầu là có thể sở hữu một căn như thế này. Là chỉ là quảng cáo hay là thật ạ? Đúng rồi em, chỉ cần với 10% là đã được ký hợp đồng mua bán rồi. Và một cái căn hộ như này thì nó có giá khoảng tầm 800 triệu. Một số căn còn rẻ hơn nữa. 100 triệu như một căn studio 30m. Em nghĩ là một người, ví dụ như em chẳng hạn, mới tốt nghiệp đại học, đã đi làm được khoảng 1-2 năm chưa có gia đình, hoàn toàn có thể phù hợp để ở đây. Hoặc là những cặp vợ chồng mới cưới cũng vẫn có thể ở đây được. Rất là xinh, nhỏ xinh mà ở cái cùng ấy, mà đầy đủ tất tần tật, các thứ không thiếu cái gì luôn. Đây là phòng vệ sinh đúng không ạ? Đúng không? Tiếp một căn nữa. Ok. Đây là căn một phòng ngủ cộng một. Một phòng ngủ cộng một có nghĩa là một cái không gian flexible thì mình có thể biến thành một phòng ngủ. Đúng rồi, tức là nó là căn có một phòng ngủ có cửa và có một cái không gian riêng để mọi người có thể sử dụng nó quý. Thì em có thể vào trong một xe 46m. Chúng tôi là phải bố trí rất là hợp lý, rất là hợp. Khu bếp ở đây rất là rộng. Em không biết chị như thế nào, nhưng em vào đâu em cũng sẽ phải ngó nghiêng cái bếp đầu tiên, bởi vì đấy là khu của mình sẽ hoạt động nhiều nhất. Đây là căn hộ bàn giao theo tiêu chuẩn có đồ rời đấy. Đồ rời nó sẽ y như thế này luôn. À, có nghĩa là bàn giao bao gồm cả. Đúng rồi. Bàn ghế luôn. Bàn ghế luôn và cả sofa giường, bàn tủ. Cả cái sofa này luôn. Là tủ quần. Hôm nay là phòng ngủ. Đúng rồi. Và còn đây là cái khu tùy nghi di tản đây đúng không ạ? Đây là một cái sofa giường. Nếu mà nhận hoàn thiện thì là có đồ rời, là có cái sofa giường này luôn. Em nghĩ cái phòng này hoàn toàn có thể ở được cho một gia đình có hai con. Bởi vì nếu mà hai con nhỏ, bởi vì cái khu này em tính ở đây chắc chắn là sẽ phải vừa được một cái giường tầng cho bọn trẻ con. Rất là xinh. Cái đệm này là mình cũng sẽ được nhận luôn nếu mà bàn giao hoàn thiện và có đồ đúng không chị? Đúng rồi em. Có đệm luôn ý ạ? Ừ.
gần như là sẽ chỉ cần ngang của nhà khách nào. Ga gối là có thể ở được. Đây là căn 1, phòng 1, cộng 1, cộng 1. Thế là khu này chỉ toàn là cái căn xinh xinh như thế này thôi chị? Nó còn căn to là căn 3 phòng ngủ nữa, diện tích khoảng tầm là 75m thông thủy. Nó có một căn 2 cộng 1, nó có 2 toilet, 2 cộng 1, 1 toilet nữa. Em có thể xem cái khu 2 cộng 1 được không? Ok. Bởi vì với những gia đình mà hai con, thậm chí là ba con nhỏ vẫn có thể ở cái căn. Chắc là bọn trẻ con nhà em suốt ngày thi nhau trốn tìm ở trong này mà. Bình thường nhà em mà đi đâu ở khách sạn ấy mà có một cái tủ quần áo to mà lại đang chưa có nhiều đồ như này là hẳn. Thank you chị. Đấy, xem xong rồi thực sự là rất là ấn tượng, bởi vì không nghĩ là với cái diện tích giới hạn như thế mà mình có thể bố trí được không gian vô cùng hợp lý, và quan trọng nhất là giá cực kỳ là phù hợp để cho những cái gia đình trẻ hoặc là các bạn mới đi làm hoàn toàn có thể sở hữu cho mình một cái căn nhà được. Ngoài ra thì em cũng hơi bị thắc mắc một xíu là với quan điểm của em khi em tìm hiểu và chọn mua hay là chọn thuê nhà ấy, thì em bao giờ cũng rất là quan tâm đến không chỉ căn nhà của mình đương nhiên rồi, nhưng mà còn tất cả những cái tiện ích ở xung quanh. Ví dụ như nhà em có con nhỏ chắc chắn cần phải có những cái không gian vui chơi này, hoặc là những cái không gian xanh để mình có thể có cơ hội thích hợp, hoặc là mình thư giãn sau cả một ngày làm việc ở trong trung tâm thành phố đã rất là một ngày rồi. Thế thì không biết là ở VCT thì sẽ có những cái tiện ích như thế nào ạ? Thế thì em yên tâm, bởi vì là dưới chân mỗi cái tòa nhà ấy thì đều có một cái khu vui chơi cho trẻ em. Và cái dự án này thì mật độ xây dựng nó chỉ gần 19% thôi, còn lại nó có 1/5. Còn lại là cây xanh, mặt nước, công viên, nên là có cái khoảng không gian rất là rộng. Và ngoài ra nó có hai cái đại tiện ích rất là hay, thứ nhất là cái công viên BBQ với cả 6 điểm nướng chuyên để nướng thịt. Đó thì mình có thể là sum vầy gia đình bạn bè cuối tuần. Và có một cái công viên gym với 700 máy tập gym ở ngoài trời, thì đấy là những cái đại tiện ích mà lần đầu tiên xuất hiện đó. Ngoài ra em thấy nghe còn có cả hồ nước mặn hay gì đấy. Đúng rồi, có một trên biển radio hồ nước mặn nói rất nhiều. Có một biển hồ nước mặn 6,1 hecta đó, thì cho mọi người có cơ hội tắm biển ở ngay giữa lòng Hà Nội. Là nước mặn luôn á hả chị? Đúng rồi, là biển hồ nước mặn luôn. Và có một cái hồ điều hòa 24,5 hecta đó, thì mọi người có thể hít thở một cái không khí rất là trong lành. Không chỉ hít thở mà còn có chỗ cho trẻ con vui chơi này. Cái căn chống không này nhá. Đây cũng là một căn hộ mẫu luôn. Đúng rồi em. Nhưng mà không là... hề có đồ gì luôn. Tức là nó không có hệ 59,1 là 60m, 2 phòng ngủ 1. Cho nó. Nếu mà chỉ có tường với cả sàn với cả cửa như thế này thì gọi là bàn gia cô hả chị? Nó là tiêu chuẩn bàn gia tối thiểu em ạ. Cũng là cái tiêu chuẩn phổ biến của VCT. Tức là ở đây nó có trần sàn này, có thiết bị vệ sinh và có các cái đồ chờ, còn không có các hệ tủ, như là hệ tủ bếp ở đây nó không có, tủ quần áo, tủ gì không có.